Kính chào quý vị. Quý vị đang đến với bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ hai, ngày 26 tháng 4 năm 2021. Thưa quý vị, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được Quốc hội quyết định tổ chức vào ngày 23 tháng 5 năm 2021 trên phạm vi cả nước. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn bầu ra những đại biểu tiêu biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 3 tháng 9 năm 1945, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ sự cấp thiết và tiến hành càng sớm càng tốt cuộc tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu. Để thực thi việc hệ trọng này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành một loạt sắc lệnh cho thấy cuộc tổng tuyển cử tuy lần đầu tiên được tiến hành ở nước ta nhưng thể hiện một cách đầy đủ nội dung yêu cầu của nguyên tắc bầu cử dân chủ và tiến bộ là nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín mà không phải bất kỳ một nước dân chủ nào ngay từ đầu đều có thể làm được. Cuộc tổng tuyển cử đã diễn ra trên cả nước với khoảng 90% tổng số cử tri đi bỏ phiếu, bầu được 333 đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của toàn dân. Đấy là cái cuộc bầu cử theo hình thức tự do trực tiếp bầu phiếu kín, bầu cử tự do bình đẳng đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Và với cái ý nghĩa đấy thì cuộc bầu cử này đã chính thức đưa nhân dân Việt Nam từ địa vị những thần dân của chế độ quân chủ lên thành địa vị của một người công dân tự do. Thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử có ý nghĩa to lớn, là sự kiện lịch sử trọng đại, mở đầu cho quá trình xây dựng chế độ dân chủ mới, là sự khởi đầu và phát triển của Quốc hội, một thiết chế dân chủ trụ cột trong nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Quốc hội được thể hiện là một cơ quan lập hiến lập pháp. Đây là nhánh quyền lực quan trọng nhất và tất cả các nhà nước văn minh người ta đều có. Đấy. Thế thì lần đầu tiên chúng ta mới có Quốc hội, mới có cái cơ quan quyền lực của nhà nước, quyền lực của nhân dân, đại diện cho nhân dân để mà quyết định. Và Quốc hội có một cái điều đặc biệt là Quốc hội là gì ạ? Cơ quan để bầu ra chính phủ, lập ra chính phủ, giám sát chính phủ hoạt động. Mà đây là cơ quan do dân phổ thông bầu. Qua 75 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, thực hiện các quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước. Chính vì thế, việc lựa chọn và bầu ra các đại biểu của Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp có ý nghĩa then chốt, phải lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, góp phần tích cực vào thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Làm sao đó phải tiếp tục là được đi sâu sát với cơ sở, được lắng nghe tiếng nói nhiều chiều và được cảm nhận được những cái sự mong mỏi, sự gửi gắm, kể cả những cái sự bức xúc của cử tri về những vấn đề phát triển của thành phố cũng như của đất nước nói chung. Cái thứ hai, tôi cho rằng là gì? Cử tri rất mong mỏi là các đại biểu là luôn luôn làm thế nào đó giữ được một cái nhịp độ là gắn kết để nghe tiếng nói từ dân. Để làm sao đó là chúng ta đó không chỉ nghĩ một chiều là đưa nghị quyết vào cuộc sống, mà chúng ta cần gần dân, nghe dân, hiểu dân và chia sẻ với dân để đưa những đề từ cuộc sống được làm sáng tỏ hơn trong nghị quyết. Làm sao cho toàn đảng, toàn dân phải thống nhất ý chí, ý đảng lòng dân phải hợp nhau và phải loại được những cái phần tử cơ hội, những cái người không đủ tư cách ra khỏi Quốc hội thì Quốc hội mới xứng đáng là Quốc hội của dân, do dân và vì dân. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp lần này được Đảng, Quốc hội, Chính phủ xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị trong năm 2021, là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân để lựa chọn bầu được những đại biểu ưu tú đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Thắng lợi của cuộc bầu cử sẽ góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới của đất nước,
Vì vậy, một cử tri cần có trách nhiệm với lá phiếu của mình, thực hiện tốt quyền của công dân, bảo đảm cho cuộc bầu cử được tiến hành thực sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Mời quý vị cùng đến với chuyên mục điểm báo. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đã đề ra hàng loạt giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Điển hình là việc đẩy nhanh quy trình thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh. Được biết trong 3 tháng đầu năm 2021 có gần 9.000 doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn. Để chấm dứt tình trạng ứ động hồ sơ doanh nghiệp, Sở đang thành lập trang website để cung cấp biểu mẫu tra cứu về tình trạng hồ sơ nộp. Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở hoặc nộp trực tuyến trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đơn vị này cũng triển khai 6 đường dây nóng, một quầy thông tin để hướng dẫn và giải đáp thắc mắc cho doanh nghiệp. Theo quy định mới, doanh nghiệp có thể làm tất cả thủ tục trực tuyến, chỉ lên Sở nhận kết quả hoặc nhận tận nhà qua dịch vụ bưu điện. Chi tiết trên trang 10 của báo Người Lao Động số ra sáng nay. Trang 3 báo Sài Gòn Giải Phóng có bài phản ánh, trong khi tại nhiều quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh thiếu công viên cây xanh thì tại thành phố Thủ Đức và quận Gò Vấp có những công viên quy hoạch treo hàng chục năm trời, gây lãng phí đất đai. Người dân vùng dự án rất bức xúc vì nhà cửa không được sửa chữa xây mới, lại thiếu chỗ vui chơi giải trí cho cộng đồng. Việc kéo dài thời gian ảnh hưởng xấu đến môi trường và cuộc sống người dân. Người dân kiến nghị thành phố cần xem xét trách nhiệm của các bên liên quan, tránh lãng phí tài nguyên đất, tạo thêm địa chỉ vui chơi giải trí, tập luyện thể dục thể thao cho người dân. Thưa quý vị, giới trẻ nói chung và sinh viên nói riêng chính là đội ngũ tình nguyện viên lớn nhất và là những hạt nhân cho những sáng kiến thay đổi cộng đồng. Qua phong trào sáng kiến, rất nhiều các giải pháp hữu ích đã ra đời, góp phần cho sự phát triển bền vững của xã hội. Em làm cái mô hình này muốn đưa ra cái vấn đề là rác và nhiều và con người nó đang thay thế dần cái môi trường sống của con người. Những con sóng biển bên phía ngoài đã được thay thế bằng từ rác rồi. Nghĩa là rác đã chiếm phần lớn diện tích đại dương. Và đây là một con người đóng vai một sinh vật đang chịu cái sự trói buộc bởi những cái lưới mà con người đánh cá và thải ra. Sinh vật này nó rất là chịu thiệt thòi. Chúng ta cướp đi cái cuộc sống của nó, cướp đi cái môi trường của nó. Đây là cái mô hình mà gọi là không đồng. Thì rác này tụi em lấy từ cộng đồng và xin từ cộng đồng tạo ra mô hình trưng bày ở đây. Em muốn mọi người tương tác với cái mô hình này là chúng ta nhìn thấy được cái vấn đề nó rõ ràng, nó hiện diện ngay như vậy. Chúng ta tìm cách cứu càng nhiều càng tốt những sinh vật mà đang cận kề với cái chết. Chúng ta thay đổi được triệt để và chúng ta tạm ngừng, chúng ta từ chối những cái vật liệu khó phân hủy môi trường. Chúng ta cùng hành động vì một cuộc sống không rác thải nhựa. Có thể nói bằng những sáng kiến và tinh thần cống hiến sức trẻ của mình, hoạt động thiện nguyện của sinh viên dần chuyển sang xu hướng giải quyết các vấn đề môi trường, thực trạng xã hội từ gốc thay cho xu hướng tác động đến phần ngọn như hiện tại. Chúng tôi cố gắng để nâng cao nhận thức của người dân, để giảm những cái nhu cầu sử dụng các sản phẩm từ động vật hoang dã như là sừng tê giác, ngà voi, là vẫy tê tê. Ngoài ra chúng tôi hoạt động để kêu gọi mọi người ngưng sử dụng những cái đặc sản rừng, một phần là để bảo vệ các động vật hoang dã, bảo vệ sự đa dạng sinh học, và một phần cũng là để ngăn chặn những cái hậu họa có thể đến từ những cái việc mà mình tiêu thụ những cái sản phẩm mà không rõ nguồn gốc và không được kiểm định từ trước. Hiện tại thì em đang tham dự vào hai dự án với vai trò là điều phối của hai dự án với cả Hội đồng Anh. Thì một dự án là về biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long, còn một dự án là về việc là phát triển cái tinh thần khởi nghiệp sáng tạo cho các bạn trẻ. Em được đi nhiều hơn, em được trải nghiệm nhiều hơn, thì em phát hiện ra là những cái tình yêu của mọi người dành cho em ấy là cái nguồn lực để cho em phát triển rất là nhiều. Và em phát hiện ra là nếu mà mình một khi mình đã có được những cái thứ mà đến từ cộng đồng thì mình nên đóng góp lại gì đó. Các bạn sinh viên Việt Nam hiện nay, các bạn có những cái tố chất mà chúng tôi ngày xưa không có. Các bạn năng động và có điều kiện để tiếp cận các cái nguồn thông tin khác nhau. Chúng tôi hy vọng là các bạn sau này sẽ mang theo mình cái mối quan tâm về cộng đồng, quan tâm tới việc chia sẻ, đóng góp vào cái quá trình phát triển cộng đồng. Và thậm chí các bạn có thể có những cái sáng kiến hay để đóng góp vào cái tiến trình phát triển bền vững của Việt Nam, cũng như là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam. Tham gia hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng không chỉ góp phần giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường tại Việt Nam, mà còn giúp sinh viên phát triển các kỹ năng mềm, rèn luyện nhân cách, lối sống và có thêm những trải nghiệm thú vị trong quãng đời sinh viên.
trong 20 năm qua tại thành phố Hồ Chí Minh, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã gắn chặt, lan tỏa đến nhiều lĩnh vực, nhiều địa bàn, khơi gợi được tiềm năng và sức mạnh của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư, tạo thành nguồn lực cộng đồng để giải quyết các vấn đề dân sinh, dân chủ, dân trí. Đăng ký thực hiện 3 tiêu chí điểm sáng văn hóa, văn minh, sạch đẹp, an toàn từ năm 2018. Đến nay, điểm cà phê sách này đã trở nên quen thuộc với người dân ở phường 25 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ góp phần thay đổi thói quen đọc sách của người dân, những điểm sáng văn hóa như thế này đang góp phần tích cực giúp quận nhà đạt mục tiêu phường văn minh đô thị. Hướng tới các đối tượng là sinh viên, nhưng mà ngoài ra thì có rất nhiều anh chị hoặc cô chú, thậm chí là cả các bạn nhỏ. Nếu mà ở cái không gian mà khiến cho mình thoải mái hoặc là yên tĩnh, khi mà mình đọc ấy thì nó sẽ vô hơn, hoặc là mình sẽ đọc được nhiều hơn, hoặc là mình nhìn mọi người xung quanh đấy. Nếu mà thấy mọi người làm việc hoặc đọc sách nhiều thì tự nhiên cái bản thân mình cũng muốn đọc như mọi người. Quán cà phê sách Nhã Nam này cũng đã đồng hành với địa phương đã trong việc xây dựng cái lớp học tình thương văn hóa đọc này, cũng đã góp phần xây dựng các tiêu chí của khu phố văn hóa cũng như gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa trong việc xây dựng phường văn minh đô thị. Còn tại phường 6, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, những mảng tường được vẽ tranh cổ động như thế này vừa làm đẹp mỹ quan, vừa âm thầm giúp thay đổi ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của đông đảo người dân. Sau khi thực hiện những cái mảng tranh vậy thì có thể thấy là cái ý thức của người dân trên địa bàn, đặc biệt là những khu vực này. Ngày xưa thì ở đây rác phát sinh cũng rất là nhiều. Và người dân thì cái việc mà người ta xả rác rồi các cái loại vật phẩm lên ở dọc cái khu vực này luôn. Thì hiện nay thì cái tình hình này đã cải thiện rất là đáng kể. Mình vẽ xong thì các người dân có khi là bảo quản cái bức tranh nữa, người ta thấy nó bị chóc hay là gì đó thì người ta có thể là chỉnh sửa sơn vẽ lại để cho nó đẹp hơn. Có thể nói trải qua 20 năm, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phát triển cả về số lượng, chất lượng và dần đi vào chiều sâu. Các nội dung tiêu chí trong phong trào đều gắn với cuộc sống hàng ngày của người dân, từ đó hoàn thiện mục tiêu xây dựng một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Thưa quý vị, gần dân, hiểu dân, tận tụy phục vụ nhân dân, đây chính là tâm niệm và là kim chỉ nam trong mọi việc làm của bà Đặng Thị Lan, chi hội trưởng chi hội khu phố 2, phường 13, quận 4. Dù tuổi đã ngoài 60 nhưng bà vẫn nhiệt tình và tâm huyết với việc chăm lo cho các chị em phụ nữ trong khu phố có hoàn cảnh khó khăn, theo di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với những chị em phụ nữ không có việc làm ở khu phố 2, phường 13, quận 4, cô Lan chính là ân nhân đã giúp họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Ngày hồi trước thì cô Lan cũng giúp đỡ cho chị em phụ nữ ở khu phố này đi vô xưởng làm. Lúc đó hàng cũng nhiều lắm, may cũng có thu nhập cũng khá lắm. Nhưng mà từ cái dịch Covid thử ra không có vô xưởng làm nữa. Là toàn bộ chị em phụ nữ ở cái khu phố này đó là về nhà làm hết. Cảm ơn cô Lan đã giúp cho chị em phụ nữ ở khu phố 2 này cũng có công ăn việc làm. Trước kia thì chưa có gặp cô Lan. Thì tôi chưa có cái nguồn vốn, tới lúc mà bây giờ tôi gặp được cô Lan trợ giúp cho tôi có được cái số vốn để thành ra làm ăn để mà xây bền cuộc sống. Với mong muốn không để chị em phụ nữ khu phố 2, phường 13 không có việc làm, trong năm 2020, cô đã giới thiệu 14 chị em đến các cơ sở sản xuất, gia công giày dép, học nghề và làm việc tại đây, đồng thời giới thiệu các chị em được vay vốn trang trải cuộc sống. Tổng cộng trong 14 năm qua, đã có 180 chị em được vay vốn với tổng số tiền 720 triệu đồng. Riêng trong năm 2020, có 6 chị em phụ nữ được vay vốn và sử dụng vốn vay hiệu quả cho công việc, ổn định cuộc sống. Ngoài ra, cô thường xuyên tư vấn kiến thức về bình đẳng giới, hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, tư vấn kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản trong cán bộ, hội viên phụ nữ tại cộng đồng. Tôi thấy khu phố tôi có nhiều chị em không có việc làm, giới thiệu cho em vô cơ sở sản xuất để có việc làm, giới thiệu cho các chị em là có cái nguồn vay vốn để mà mua phụ liệu gì đó để mình may dép, mà để có cái số tiền để mình chi tiêu trong gia đình hàng ngày. Học tập ở Bắc cái điều là giản dị, gần gũi, là những cái điều mà hiện giờ mình đang làm để giúp cho phụ nữ vượt qua khó khăn.
Cô Lan là một người giản dị, luôn gần gũi với mọi người. Đặc thù là chi bộ khu phố 2 là các chị em đa số là những cái lao động tự do hoặc nghề nghiệp không ổn định. Thì ở đây cô có liên kết với các cơ sở ngành nghề dài lại, giới thiệu họ chị em phụ nữ khó khăn đó đến học nghề và sau đó là tạo được cái việc làm cho chị em phụ nữ có được cái thu nhập. Ngoài ra thì cô cũng có là khảo sát cái nhu cầu là tạo những cái nguồn vốn vay cho chị em để nâng cao cái đời sống của chị em phụ nữ của khu phố. Với những nỗ lực không ngơi nghỉ, tận tụy với công việc chi hội trưởng, chi hội phụ nữ khu phố, chăm lo cho những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn là tấm gương sáng tạo được sức lan tỏa, tiếp nối tình yêu thương trong nhân dân. Trong những năm qua, cô Lan đã nhận được sự ghi nhận của địa phương, luôn được cấp trên tin tưởng, tín nhiệm và được chị em phụ nữ tại khu phố tin tưởng, quý mến. Bản tin tiếp tục với phần tin thế giới. Ngày 25 tháng 4, quân đội Indonesia đã chính thức xác nhận toàn bộ 53 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu ngầm Sri Nanggala 402 đã thiệt mạng, đồng thời cho biết họ đã tìm thấy xác của chiếc tàu ngầm này. Quân đội Indonesia cho biết một robot trang bị camera đã tìm thấy chiếc tàu ngầm KRI Nanggala 402 bị vỡ làm 3 phần, gồm thân tàu, đuôi tàu và các bộ phận chính khác, ở độ sâu 838 mét, sâu hơn nhiều so với độ sâu mà thân tàu có thể chịu được áp lực nước. Trong buổi họp báo, Indonesia đã công bố một số hình ảnh về các phần của tàu ngầm như mỏ neo, bánh lái sau, một phần thân tàu. Ngoài ra, họ còn thu được một bộ đồ bảo hộ màu đỏ. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân tàu chìm, nhưng Tư lệnh Hải quân Indonesia Yudo Margono đã loại trừ khả năng do lỗi con người. Họ đã tuân thủ đúng quy trình khi cho tàu lặn xuống. Khi đó, đèn trên tàu vẫn hoạt động nên không có chuyện bị mất điện. Tàu ngầm này đã 44 năm tuổi, do Đức chế tạo, chạy bằng động cơ diesel điện và từng được Hàn Quốc đại tu vào năm 2012. Tàu được tuyên bố là mất liên lạc vào sáng 21 tháng 4 khi tham gia diễn tập phóng ngư lôi ở ngoài khơi bờ biển Bali. Trong ngày 25 tháng 4, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã gửi lời chia buồn đến gia đình của 53 thành viên thủy thủ đoàn gặp nạn. Ông gọi đây là một cú sốc với toàn thể người dân Indonesia. Sáng hôm qua theo giờ địa phương, cử tri Albany đã đi bỏ phiếu để bầu ra quốc hội khóa mới. Chiến dịch tranh cử diễn ra trong bối cảnh bị phủ bóng đen bởi những tranh cãi giữa người dân ủng hộ các phe phái. Đây là nguyên nhân khiến Mỹ và Liên minh châu Âu phải kêu gọi các bên bình tĩnh. Thủ tướng Albany Edi Rama đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ ba và cam kết sẽ từ chức nếu đảng xã hội không giành được đa số phiếu. Ông Rama sẽ đối mặt với thách thức lớn khi có hàng chục đảng nhỏ ủng hộ đảng Dân Chủ đối lập. Trong khi đó, thủ lĩnh đảng Dân Chủ Luzim Basa tuyên bố ông Rama đã thất bại trong 8 năm qua khi không cải thiện được nền kinh tế của đất nước và không nên được trao thêm cơ hội. Phe đối lập khẳng định sẽ đẩy nhanh tiến trình gia nhập EU và khôi phục nền kinh tế với việc tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ. Hồi tháng 6 năm ngoái, các chính đảng Albany đã đạt được một thỏa thuận về các cách bầu cử nhằm đảm bảo các cuộc bầu cử diễn ra một cách tự do và công bằng. Ngày 25 tháng 4, hãng tin RIA dẫn lời một quan chức của Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden có thể gặp nhau vào tháng 6 này. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Moscow và phương Tây đang căng thẳng. Theo cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, Yuri Ushakov, Nga vẫn đang cân nhắc về đề nghị tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề xuất. Quyết định chính thức sẽ sớm được công bố dựa trên nhiều yếu tố và tình hình thực tế. Theo RIA, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhìn nhận, đề xuất này đang nhận được những tín hiệu tích cực và đang được xem xét. Trước đó, vào đầu tháng 4, ông Biden đã kêu gọi tổ chức một hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ để giải quyết các bất đồng trong thời gian qua. Việc này khiến quan hệ hai nước rơi xuống một mức thấp chưa từng thấy kể từ sau chiến tranh lạnh. Ngày 24 tháng 4, một trận bão lớn đã ập vào bang Alabama miền nam của nước Mỹ, mang theo gió mạnh và mưa lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở vật chất trên khắp bang này. Theo cơ quan khí tượng quốc gia Mỹ, những trận gió mạnh kèm theo mưa lớn đã thổi bay hàng loạt những ngôi nhà di động, làm đổ nhiều cây lớn và gây thiệt hại cơ sở vật chất ở nhiều hạt trên khắp bang Alabama. Tại một số hạt, hệ thống điện đã bị cắt. Cảnh báo lốc xoáy cũng được cơ quan khí tượng đưa ra sau đó. Tuy nhiên, cho đến ngày 25 tháng 4, chưa có trận lốc xoáy nào được ghi nhận. Nhiều nơi diễn ra các trận mưa đá, trong đó tại các hạt Monroe và Madison, các viên đá lớn xấp xỉ quả bóng quần vợt. Cho đến nay, nhà chức trách cũng không nhận được báo cáo nào liên quan đến thiệt hại nặng về người. Trong chiều và tối 25 tháng 4, dự báo sẽ có một đợt bão khác đổ bộ vào phía nam và phía bắc Alabama.
Cuối tuần qua, trước nhà hát Opera Bastille tại Paris, Pháp, các ca sĩ opera đã có buổi trình diễn ngay trước mặt tiền tòa nhà, sự kiện nhằm ủng hộ ngành văn hóa trong bối cảnh nước Pháp dự định nối lại các hoạt động văn hóa nghệ thuật biểu diễn vào giữa tháng 5. Tuy nhiên, dự định này cũng đang gặp phải nhiều quan điểm trái chiều trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp tại Pháp và các nước châu Âu. Giới văn hóa, đặc biệt là ngành nghệ thuật biểu diễn ở Pháp từ một năm nay, sống trong khủng hoảng do ảnh hưởng từ dịch COVID-19. Tuy vậy, họ vẫn thận trọng trước lựa chọn nối lại các hoạt động văn hóa do Bộ trưởng Văn hóa Pháp Roselyne Bachelot đưa ra vào thứ Sáu. Theo nữ bộ trưởng, nếu tình hình dịch bệnh cho phép vào giữa tháng 5, nước Pháp có thể mở cửa trở lại các địa điểm văn hóa. Tuy nhiên, việc này sẽ được tiến hành dần dần với sự tôn trọng nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa. Đối mặt với những tuyên bố này đã có các phản ứng khác nhau tùy theo lĩnh vực. Đại diện của Liên đoàn Rạp chiếu phim Pháp FNCF nói rằng họ rất sẵn sàng và đã làm việc với Bộ Văn hóa từ tháng 3 và đang chờ quyết định từ chính phủ Pháp. Ủy ban Nhân dân TP.HCM vừa kiến nghị Bộ Quốc phòng có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ thực hiện việc bàn giao đất xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàng, Cộng Hòa, quận Tân Bình. TP.HCM kiến nghị Bộ Quốc phòng xin ý kiến Chính phủ bàn giao khu đất 11,8 ha để thực hiện dự án xây dựng đường nối từ đường Trần Quốc Hoàng tới đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, kịp hoàn thành đồng bộ với việc đưa nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất vào khai thác, dự kiến vào quý 3 năm 2023. Đây là lần thứ ba Ủy ban Nhân dân TP.HCM gửi kiến nghị đến Bộ Quốc phòng liên quan đến dự án này. Tuyến đường mới nối từ Trần Quốc Hoàng đến Cộng Hòa dài 4,4 km với 6 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng. Công trình được Sở Giao thông Vận tải TP.HCM đề xuất xây dựng từ năm 2016 để phá thế độc đạo ra vào sân bay Tân Sơn Nhất của đường Trường Sơn, góp phần giảm tải ùn tắc quanh sân bay, nhưng đến nay chưa triển khai. Từ làng nghề truyền thống, diêm nghiệp của huyện Cần Giờ, TP.HCM đã ngày càng phát triển theo hướng hiện đại với năng suất và chất lượng muối cao hơn. Tuy nhiên, tình trạng giá cả bấp bênh đặt ra bài toán khó cho việc giữ nghề truyền thống. Nhiều năm nay, diêm dân ở xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ đã chuyển hẳn sang làm muối kết tinh trên nền bạc. Với giá muối mùa này từ 500 đến 700 đồng 1 kg, thì mỗi hecta diêm dân lời trên 30 triệu đồng. Ở muối truyền thống á, với là muối bố á, thì muối bố nó đạt hiệu quả ở trên khoảng 30%, thứ hai á, thì giảm được công lao động. Trước đây, xã Lý Nhơn cũng từng có hợp tác xã ký kết thu mua tiêu thụ, nhưng nay không còn hoạt động. Hiện địa phương đã tập trung tổ chức lại sản xuất để tăng hiệu quả cho nghề muối. Kiến nghị với các sở ngành quan tâm, rồi kêu gọi các cái công ty, các cái nhà máy chế biến, là hỗ trợ giúp đỡ bà con ở Cần Giờ, đặc biệt là bà con diêm dân, để bà con có cái thu nhập ổn định cuộc sống và tiếp tục là sản xuất cái nghề muối theo truyền thống. Tập trung là phát triển muối theo hướng hiện đại, là thử sử dụng khoa học công nghệ, sử dụng các cái trang thiết bị máy móc để đưa vào sản xuất, giúp cho bà con là hạn chế nhân công, để đảm bảo cho bà con là nâng cao cái thu nhập trong quá trình sản xuất, và đồng thời là cũng phối hợp với các cái sở ngành cũng như các cái doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn thành phố và các tỉnh để hỗ trợ tiêu thụ muối cho bà con. Ngoài Lý Nhơn, Cần Giờ còn đang phát triển mạnh diêm nghiệp tại Thành An, Long Hòa với tổng diện tích trên 1.500 ha. Tương lai, Cần Giờ sẽ đẩy mạnh việc xây dựng thương hiệu, xây dựng sản phẩm đặc sắc của địa phương để tăng giá trị hiệu quả cho người làm muối. Thông tin chúng tôi vừa cập nhật từ nhóm nghiên cứu vaccine phòng COVID-19 Nanocovax kết thúc giai đoạn 2 tiêm thử nghiệm vaccine này trên người cho thấy tất cả các tình nguyện viên tham gia đều an toàn, không có phản ứng nặng sau tiêm chủng. Trong giai đoạn 2, tình nguyện viên được chia làm 4 nhóm, bao gồm nhóm tiêm mức liều 25 microgram, 50 microgram, 75 microgram và giả dược. Cả 3 mức liều tiêm cho tình nguyện viên đều sinh miễn dịch, trong đó mức liều 25 microgram được đánh giá có hiệu quả cao nhất. Dự kiến ngày 27 tháng 4 sẽ trình Hội đồng Đạo đức trong Nghiên cứu Y sinh học Quốc gia của Bộ Y tế kế hoạch triển khai tiêm thử nghiệm lâm sàng vaccine Nanocovax giai đoạn 3. Dự kiến sẽ được tiêm thử trên nhóm lớn từ 10.000 đến 15.000 người, bắt đầu từ tháng 5 năm 2021, với một mức liều tiêm thử nghiệm duy nhất là 25 microgram.
Theo cập nhật, ngày hôm qua 25 tháng 4, COVID-19 hoành hành ở Lào, Thái Lan, Campuchia với số ca nhiễm trong cộng đồng tăng kỷ lục. Điều này đồng nghĩa với việc khu vực biên giới Tây Nam Việt Nam sẽ là điểm nóng có nguy cơ lây lan dịch vào Việt Nam. Và trước tình hình này, thì Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế liên tục có những cảnh báo có thể xuất hiện đợt dịch COVID-19 thứ tư ở Việt Nam. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng liên tục có những chỉ đạo với công tác phòng chống dịch COVID-19, liên tục có cảnh báo với người dân, đồng thời triển khai quyết liệt các biện pháp ngăn chặn lây nhiễm từ nước ngoài vào Việt Nam. Bộ Y tế cho biết, Việt Nam cũng đã chuẩn bị các kịch bản trong tình huống dịch lan rộng, tình huống dịch xuất hiện tại địa phương, nhất là với khu vực Tây Nam Bộ, để kiểm soát tốt tình hình dịch. Bộ cũng đã thành lập 5 đoàn công tác do Bộ trưởng và 4 Thứ trưởng đến tất cả các tỉnh thành trong khu vực để rà soát tất cả các vấn đề liên quan tới việc ứng phó với dịch COVID-19 tại từng địa phương. Tuy nhiên, nguy cơ xuất hiện đợt dịch thứ tư rất hiện hữu bởi có thể lây nhiễm từ ngoài vào cộng đồng, thêm tâm lý lơ là mất cảnh giác của một bộ phận người dân. Riêng với cả nước, đặc biệt là tại các khu đô thị lớn, Thủ tướng Chính phủ vừa ra công điện về tăng cường phòng chống dịch, một lần nữa lại phải nhắc đến vai trò trách nhiệm của mỗi người dân trong việc đảm bảo an toàn của chính mình và của cả cộng đồng. Mời quý vị đến với ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh ý thức phòng dịch và tinh thần cảnh giác dịch bệnh của cộng đồng hiện nay. Sáng Chủ nhật, rất đông người dân, du khách chọn Thảo Cầm Viên Sài Gòn là điểm vui chơi nghỉ mát. Hầu hết khách tham quan đều chủ động trong việc mang khẩu trang, rửa tay sát khuẩn tại cổng ra vào. Những em nhỏ cũng được phụ huynh trang bị những chiếc khẩu trang nhỏ xinh để đảm bảo an toàn. Tuy là tình hình dịch đang được kiểm soát nhưng mà mình vẫn phòng ngừa thì vẫn hơn. Nhiều khi mình đi đông như vậy thì mình cũng không biết sao. Vô đây thì anh em bảo vệ là luôn luôn là nhắc nhở là dân phải đeo khẩu trang và xịt tay sát khuẩn. Nếu mà chạy vòng vòng mà thấy người ta mà không đeo cũng nhắc nhở lại. Tình hình COVID-19 đang diễn biến phức tạp, bùng phát mạnh tại nhiều nước láng giềng nước ta. Tuy dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện được kiểm soát tốt, nhưng nguy cơ dịch lây lan luôn rình rập, nhất là từ nguồn nhập cảnh trái phép. Siết chặt việc thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt là việc đeo khẩu trang nơi công cộng, là biện pháp số 1 được đặt ra cho công tác phòng chống dịch. Không thể nào mà biết được người nào nhập cảnh, người nào nhiễm bệnh hay là có nguy cơ tiềm ẩn, cho nên tôi nghĩ là việc đeo khẩu trang là cần thiết. Mọi người nên đeo thường xuyên khi ra ngoài, nhất là nơi công cộng. Xử phạt nghiêm các trường hợp mà ở các nơi công cộng mà không đeo khẩu trang là phải xử phạt. Và tới đây, các lễ hội, các ngày nghỉ nhân 30 tháng 4 nhất định phải kiểm tra thực hiện nghiêm, không loại trừ có những trường hợp là lọt. Và những trường hợp ấy nếu nhiễm bệnh mà ở các sự kiện đông người, ở bến xe đi lại mà chúng ta không đeo khẩu trang, không thực hiện nghiêm thì nguy cơ khôn lường. Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và cả cao điểm du lịch hè sắp tới, nhu cầu đi lại của người dân được dự báo là tăng cao, các sự kiện hoạt động vui chơi giải trí sẽ bùng nổ. Chủ động phòng dịch từ ý thức của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi đơn vị là rất cần thiết, cùng tuân thủ thông điệp 5K, đeo khẩu trang đúng nơi, đúng lúc, giúp cộng đồng an toàn vui nghỉ lễ. Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến 6 giờ sáng nay, Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca mắc mới COVID-19 đều được cách ly ngay khi nhập cảnh. Như vậy, hiện cả nước có 2.846 bệnh nhân, có 2.516 người đã khỏi bệnh. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.